đường này cũng sẽ trở thành đường phố đi bộ dịp khai trương dịp Tết Nguyên Đán. Đường này rất là xấu. Đường Sài Gòn. Giáng sinh nè. Có bán những cái hàng đá hàng Chúa Giêsu đây. Cái này là giấy rất là đơn giản, giá có giá là 500.000, giá này là 420. Bài tập 8.